Thực hiện nghị quyết số 43 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, huyện Gia Viễn đã tập trung hướng dẫn các hộ dân đủ điều kiện triển khai việc xây mới sửa chữa nhà ở theo đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Là hộ nghèo lại không có công việc ổn định nên ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của bà Đinh Thị Lanh ở xã Gia Trung có lẽ mãi không bao giờ thực hiện được nếu như không có kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng theo nghị quyết 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ nguồn lực quan trọng này, gia đình, người thân đã ủng hộ thêm để bà có thể xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng. Trước thì để chưa xây ngôi nhà này, ngôi nhà xuống cấp lắm, cũng ở được bao nhiêu năm rồi, vất vả lắm. Tôi thì trước hết là tôi xin cảm ơn ôn chữa xã, huyện và tỉnh đã hỗ trợ cho mẹ con tôi được dán cửa dán nhà. Không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn thôi. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 43, huyện Gia Viễn đã kịp thời ban hành các kế hoạch văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đến các tầng lớp nhân dân, tập trung thẩm định và lập danh sách cụ thể. Theo đó, năm 2023, toàn huyện có 81 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ, gồm 58 hộ xây mới và 23 hộ sửa chữa với tổng kinh phí đề nghị là 6 tỷ 950 triệu đồng. Năm 2023 thì chúng tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư cho 4 hộ gia đình, trong đó có 3 hộ sửa chữa và 1 hộ xây mới, thì hộ sửa chữa là được 50 triệu đồng theo nghị quyết, hai nữa là cái hộ xây mới là 100 triệu đồng. Thì qua đánh giá thì chủ trương của Đảng, Nhà nước và cái chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững, chính cho nghị quyết cũng rất sát thực mà đúng hợp với lòng dân. Có cái ngôi nhà mới này là tí nhất là về cái tuổi già của tôi mà sống là nó đẹp đẽ, mà nó có mưa gió là nó không rột nát nữa là tôi sẽ mừng lắm. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, nghị quyết 43 đã thực sự đi vào cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người nghèo. Đặc biệt, từ ý nghĩa nhân văn của nghị quyết đã huy động được sự chung sức vào cuộc của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chăm lo cho các hộ nghèo tại địa phương. Đến hiện tại thì đối với huyện Gia Viễn thì đã có 22 nhà đang triển khai xây dựng, và có 10 nhà là đang triển khai về việc sửa chữa. Thế còn số nhà còn lại thì đang trong quá trình chọn ngày và chuẩn bị các điều kiện để khởi công. Nhân dân đã đón nhận nghị quyết 43 với một tinh thần là rất là phấn khởi, tích cực và kiên quyết để thực hiện cái chủ trương xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn. Và cũng rất là mong rằng là nghị quyết 43 sẽ hướng tới các đối tượng rộng hơn trong một thời gian tới đây, như là các đối tượng về hộ cận nghèo và những hộ có thu nhập thấp trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Gia Viễn tiếp tục đẩy nhanh xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời huy động hơn nữa nguồn kinh phí xã hội hóa, chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.